Vừa qua, đoàn du khách Hàn Quốc do công ty trách nhiệm hữu hạn du lịch và thương mại Seven Star Hà Nội tổ chức đã có chuyến tham quan tại Chùa Ba Vàng. Trong chuyến thăm này, phái đoàn đã thành kính thỉnh cầu Chư Tăng tác lễ cầu an với mong nguyện được bình an và thành công trong cuộc sống. Sau nghi lễ trang nghiêm, đoàn tiếp tục tham quan, chiêm ngưỡng các kiến trúc độc đáo xung quanh khuôn viên bổn tự và khung cảnh yên bình nơi đây. Các du khách cũng bày tỏ sự ấn tượng trước cảnh quan của chùa và cảm kích trước sự đón tiếp nồng hậu từ quý thầy và các Phật tử. Hy vọng chuyến đi này sẽ giúp phái đoàn thêm vững lòng tin nơi Tam Bảo, thực hành lời Phật dạy để luôn được an vui, hạnh phúc. Xin cảm ơn.